chào quý khán giả của Chạy Chó Minh Tuấn nhá. Ở ngày hôm nay thì Chạy Chó Minh Tuấn sẽ gửi đến quý vị khán giả một bầy cún hiện tại màu đỏ lửa và màu ba trầu, hiện tại là 2,5 tháng tuổi. Mình sẽ bắt từng chú cún ra một để anh em cùng nhìn nhá, và nhìn rõ hơn mình sẽ quay cận cảnh anh em nhìn rõ hơn và lựa chọn cho mình nhá. Đó, tất cả những con giống của trại mình thì anh em yên tâm là 100% trại mình nhân giống ra, nên nguồn gốc cũng như lịch tiêm phòng rất là chuẩn chỉ đó, không phải qua đơn vị thứ ba. Và bầy cún này thì mình sẽ chỉ luôn cùng anh em cùng với các bạn là con bố luôn luôn nhá. Đây, hiện tại con bố đang ở đây đó, đây con bố đây này, hiện tại con bố là 39 kg anh em nhá, màu đỏ lửa, nó hơi rộng chút cũng có thể gọi là màu ba trầu được anh em ạ. Con mẹ nó thì hiện tại đang ở trong chuồng cu chuồng đẻ anh em nhá. Đấy, anh em nhìn thấy này, hiện tại bây giờ rất nhiều cún anh em nhá, chợ mình nuôi 40 lái sinh sản nên anh em rất là yên tâm, 100% con giống mà rất được đảm bảo đó. Khi mình xuất đến anh em ấy thì bên mình sẽ bảo anh 15 ngày với sức khỏe của cún để anh em rất là yên tâm. 15 ngày kể từ ngày anh em nhận chó nhá. Ví dụ như anh em ở xa ở miền Nam ấy, đúng không ạ? Như anh em ở miền Nam thì là gửi xe mất tầm là hơn 1 ngày. Thì như thế tính ra là anh em nhận chó xong thì mình mới tính được thời gian bảo hành. Nhưng mà anh em tâm thực sự là không bao giờ có khi bắt cún của trại mình ấy thì gần như là cái sức khỏe của rất là tốt. Em cho ra anh bắt cho. Đó. Rồi. Hai chú cún này là hiện tại là 3,5 tháng tuổi anh em nhá. Mình chỉ bắt đầu bầy 2,5 tháng tuổi thôi. Còn anh em quan tâm hai chú cún cho này đây anh giúp mình sẽ gửi trực tiếp qua ZL cho anh em. Rồi là đây ạ. Đây là một cái anh em ạ. Chặng tầm 12 kg đến 13 kg rồi. Hai con đi để trong đi em ơi. Ở đây. Ôi. Đó. Đây một chú cún, không biết chú được cái gì. Đây là một chú cún cái anh em nhá. Mình sẽ quay một chú cún cái này trước đi. Đó. Anh em xem lại ủng hộ cho mình bằng một lượt thả tim nhá. Thật kinh nhá anh em thế này. Rất là căng. Em quay chú cún cái này trước đi. Đó. Đó. Đây là một chú cún cái hiện tại rơi tầm 7 đến 8 kg anh em nhá. Em mà để thấp xuống này, dễ nhìn hơn này. Đó. Nó rất nghịch, nó không quay đâu, nó nghịch. Đó. Em quay ngang lên đi. Chú cún cái số 1 anh em nhá. Em quay ngược cho. Chú cún cái này màu ba trầu này, ngực yếm không yếm trắng, có một vài sợi yếm trắng anh em ạ. Đây này. Để anh em nhận dạng nhá. Đó, bài sợi yếm trắng anh em nhá. Đó. Muốn rất là đẹp anh em nhá. Đó, anh em quan tâm thì có thể chụp ảnh màn hình lại. Còn báo mình đây là chú cún cái số 1. Ok, em cho vào đi. Mình sẽ quay từng con một. Đó. Em cứ mở cửa ra đi. Hiện tại bây giờ là bây này còn 2, 3 được nhỉ? 2 được và 5 cái anh em ạ. Em bắt cái nào cũng được. Là chú con cái à? Rồi. Anh em quan tâm chú con nào thì cứ book với trại mình nhá. Mình sẽ báo giá cụ thể từng con một cho anh em. Đó. Đây là một chú cái to lắm, con này phải tầm 89 kg rồi. Em quay cái mặt ra đây cho anh em cùng xem. Đó. Chú con cái này cũng chú này không tí nào lông trắng lòng ngực em ạ. Đó, mình đắc thần kinh rất là căng. Đó. Bởi là mình vừa cho ăn xong nhá anh em nhá. Nên bụng vẫn hơi lo. Rồi, em thả đi, thả cho chạy nhảy tí đi. Đấy em cũng thấy đây. Đó. Đó. Ok, chú cái số 2 nhá. Em bắt vào đi thôi, em bắt vào đi rồi.
Đây là một chú con đực anh em nhá. Chú con đực số 3 anh em ạ. Rất là đẹp, màu lông rất là đẹp anh em nhá. Rồi em quay. Vài sợi trắng á? Có sợi trắng không em? Có mấy sợi. Có mấy sợi trắng, đây mình zoom lại cho anh em xem nhận nào. Rồi ok. Anh em quan tâm chút nào thì cứ nhắn tin qua ZL số điện thoại 0984714738. Đó, mình sẽ gửi thông tin cụ thể từng cuốn cho anh em nhé. Những anh em ở gần thì có thể qua xem trực tiếp, và những anh em ở xa ấy thì là mình sẽ gửi xe khách đến cho anh em. Anh em nhận cuốn xong rồi mới phải thanh toán với nhà xe anh em nhá. Xem cái. Ồ, khung gọng cực kỳ tốt anh ạ. Bày lại khung gọng cực kỳ tốt anh em nhá. Chú này này. Khung gọng kinh khủng được, chân tay em nhìn này, chân tay cực kỳ to luôn anh em nhá. Bây giờ mình đã tiêm được 2 mũi vaccine rồi. Chân tay chú con cái, chân tay khủng không anh em. Ngực đen xì luôn, bây giờ ngực rất là đẹp. Như là nhộm ngực ấy, nhìn như nhộm. Ngực đất thật kinh tăng lắm. Thôi em cứ thả đây, thôi thả để cho chạy, đấy. Em đuổi, đấy. Em cầm đuổi thôi. Để cho anh em xem kia. Thôi em cho vào đi. Rồi. Ở trại mình ở địa chỉ ở thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên anh em nhá. Đó. Ba chú cuốn nữa anh em ạ. Anh em có các xem hết video nhá, mình sẽ báo giá cụ thể. Đó. Là một chùi cái à? Mà là nhiều cái quá anh em nhỉ? Nha. Một chùi cái này, màu ba trầu anh em nhá. Đây vẫn là lông sữa anh em ạ. Khi thay lông xong thì nó sẽ ra cái màu rất là bóng, rất là đẹp. Rồi em quay ngược yếm ra đây. Một chú được toàn ngực cũng đen xí hết anh em nhá. Rồi em thả đi, thôi thả để cho anh em nhìn dễ hơn. Thế em thả là lấy cái chai đùa cho anh nhìn đi. Ok, cho em cho vào đi. Rồi mình lướt qua để anh em xem cái con khác nha. Một được một cái anh em ạ. Đầu thủ quá đẹp luôn anh em nhá. Em bắt nó con vàng rồi. Một chùi cái màu vàng đỏ anh em nhá. Rồi em quay cho xanh cho đi. Rất đẹp anh em ạ. Chân tay khung gọng. Sai lại luôn anh em nhá. Rồi. Nó mải đồ người bao kìa. Rồi em cho vào đi. Ở đây một chú đực anh em ạ. Một chú đực cuối cùng. Anh em đi hết rồi, còn một mình ở đây thôi. Đấy. Ok. Rồi. Một chú đực
màu ba trầu đậm anh em nhá. Quay phần ngực ra. Bò đẹp luôn anh em ạ. Rồi. Ok. Thôi rồi, nó vừa no xong em mời cho vào đi. Vừa no xong. Anh em quan tâm con giống thì cứ liên hệ qua trại mình nhá, cho số điện thoại hoặc Zola. Đó. Rất nhiều anh em nhá. Đó. Xin chào mọi người nhá.